có vô lượng thể nữ theo hầu đàn ca múa hát, thọ các sự khoái lạc. Bây giờ voi chúa lại dùng thần thông ẩn thân voi, hiện ra thân trời cùng với trời đế thích và các thể nữ. Ở trong vườn hoa phân đà lợi vui chơi, thân tướng hiện ra ánh sáng y phục. Tới lui nói cười nhìn ngắm đều giống như chư tiên không khác, không thể phân biệt được là voi hoặc là chư tiên. Voi và chư tiên đều giống nhau. Nếu như trời đế thích, thích để hoàn nhân